Rồi, chào các bạn, hôm nay có tiện có chiếc Beijing X7 ở đây thì cho nên cũng chia sẻ cho các bạn một cái gói full về gầm, bao gồm là cách âm 4 hốc bánh cộng với lại phủ gầm 3 lớp full ha. Thì đây là một cái gầm nó đã phủ hết toàn bộ ha các bạn ha. Đây là đã gầm sau khi mình phủ xong rồi nè, có che chắn tất cả nè. Rồi còn cái quy trình phủ gầm như thế nào thì các bạn coi một số video phía trước mình đã chia sẻ cái quy trình phủ gầm rồi. Rồi thì cái khác biệt giữa cái khi mình kết hợp cái cách âm 4 hốc bánh và phủ gầm thì mình làm như thế nào. Thì bình thường nếu mà không cách âm á thì mình sẽ bắn phủ gầm lên cái hốc bánh này luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà có kết hợp cái gói mà cách âm xong rồi mình làm phủ gầm á thì mình sẽ dán cái cách âm này trước ha. Xe này làm 3 lớp ha. Thì mình sẽ dán lên đây 2 lớp. Sau đó mình mới bắn ở đây thêm một lớp phủ gầm nữa để nó chồng lên đây để nó bảo vệ. Đặc biệt là có một số chỗ nó bị kính mình không dán vô được tới thì mình sẽ xịt phủ gầm thì nó sẽ nó bảo vệ tốt hơn nữa nha. Đó là cái sự kết hợp khi mình làm cả hai gói, đó là cách âm 4 hốc bánh cộng với lại cái phủ gầm. Đó thì khi dán như thế này thì cái hốc bánh của mình là gần như rất là êm, gần như không thể nghe được cái tiếng từ cái bánh xe hay từ hốc bánh nó vọng lên. Rồi ở đây có một làm một cái vè nữa. Ở đây là hai cái vè trước. Thì một cái lớp cách âm sẽ được dán lên cái vè trước này để mà ngăn chặn âm thanh từ cái lớp mà tới này, nó phải chặn lại trước đã, xong rồi nó mới tới cái lớp thứ hai, nên sẽ gì tăng cái hiệu quả cách âm rất là cao. Hai cái vè trước bằng nhựa thì mình sẽ dán trực tiếp lên luôn, còn hai cái vè sau là bằng nỉ. Thì mình cần dùng thêm một cái dịch vụ nữa, đó là hóa nhựa lòng vè để cho cái lòng vè này nó cứng lại, nó không thấm nước đã. Sau đó là mình mới có thể dán cách âm như là hai cái lòng vè trước được. Thì đó là cái full gói về cái gầm của cái xe nha. Tất cả các xe mới thì hãy nên làm cái gói full này. Mình nhắc lại ha, có ba cái hạng mục. Một là hóa nhựa lòng vè, thứ hai đó là cách âm 4 hốc bánh, và thứ ba đó là phủ gầm ô tô. Đó là ba cái gói full về gầm, làm một lần một là xài 10 năm luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.